Hi, xin chào mọi người, mình là Kai. Thì hôm nay chào mọi người trở lại với series Kai và chuyện quầy bút. Gần đây thì mình cũng hơi bận với công việc và việc học ở trường, nên ra là video ra hơi lâu. Nhưng mà không sao, mình đã trở lại rồi đây. Thì chủ đề ngày hôm nay mình muốn nhắc đến và nói một cách cụ thể hơn, đó là trong thời gian mình tập luyện quay bút thì có lúc nào nản chí hay là lúc nào cảm thấy khó khăn nhất mà mình muốn từ bỏ hay không? Thì câu trả lời là có. Vì gần đây mình có đọc một bài viết của Neko, trên page của Neko thì nói rằng sau 8 năm tại sao Neko vẫn hướng dẫn và chơi bộ môn quay bút này. Thì nó đã có một cái cảm hứng cho mình để mình ra tập mới của Akai và chuyện quay bút. Thì mình cũng là một người đã chơi hơn 8 năm, thì mình chỉ chơi sau Neko một thời gian ngắn thôi. Thì đến nay cũng đã hơn 8 năm rồi, khoảng 8 năm 2 tháng cỡ đó. Thì mình cũng có nghe đến chủ đề này và mình nghĩ lại thì có một thời gian mình cũng đã rất là khó khăn và nghĩ đến chuyện không tiếp tục quay bút nữa và từ bỏ nó. Tuy nhiên thì có nhiều yếu tố nó đã ảnh hưởng đến mình và mình một cách nào đó mình vẫn tiếp tục chơi nó và giữ vững cái niềm đam mê này trong suốt thời gian qua. Thì thời gian đó mình muốn nói đến đó chính là khoảng 2 năm đến 3 năm. Thì năm đó mình vẫn là một người rất là thích, tuy nhiên thì mình nghĩ chơi bộ môn này thì mình cũng không có thể nào mà đạt được một cái thành tích gì đó hay là một cái gì đó nó quá là quan trọng, thực sự là quan trọng đối với cuộc đời mình. Trong suy nghĩ thì nó thực chất thì cũng không ảnh hưởng gì đến công việc hay là tương lai của mình sau này. Thành ra là mình cũng có hơi thiếu tự tin một chút, cũng có hơi nản một chút vì tập luyện thì thực sự rất là khó khăn. Nhưng mà chơi thì cũng có niềm vui nhất định. Thì mình sẽ làm một cái video sau này nói về lý do tại sao mà mình vẫn còn tiếp tục một cách cụ thể rõ ràng hơn cho mọi người. Thì đó, thì series này mình cũng ngồi nói chuyện như mọi video khác trong cái series, những series khác của mình như là Akai và Linkage hay là Akai và chuyện quay bút này. Thì mình cũng chỉ muốn chia sẻ như vậy, tức là có một thời gian mình cũng rất là nản lòng, nhưng mà mình nghĩ khi mà mình vượt qua, tức là mọi người khi đang mới bắt đầu vào môn này hay là đang trên con đường trở thành một người chơi chuyên nghiệp thì cũng có những thời gian khó khăn và vất vả nhất định, và đôi khi muốn bỏ cuộc vì áp lực cuộc sống hay là công việc học gì đó. Thì mình nghĩ mình cũng hiểu cái tâm lý đó, thành ra là chỉ muốn nói với mọi người rằng thì thực chất thì cái bộ môn này nó không đem lại những cái lợi ích hữu hình, những cái thành tựu gì đó lớn trong cuộc sống đâu, cho nên là cũng không cần phải nhất thiết phải trông chờ vào nó và cứ tiếp tục chơi nó như một sở thích, một cái niềm đam mê của mình, chứ nó cũng không có làm cho cuộc sống của bạn quá là biến động hay là một cái gì đó chuyển biến lớn ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh hay là những người xung quanh mình đâu. Thành ra là cứ tiếp tục mà tập luyện thôi, vì mình cũng đã trải qua một thời gian rất là khó khăn và rất là nản lòng về bộ môn này, nhưng mà mình vẫn cứ không nghĩ quá nhiều và cứ tiếp tục. Thì đến ngày hôm nay thì mình vẫn cảm thấy rất là yêu thích nó, vì nó giống như là một cái gì đó đại diện cho mình, một cái gì đó nói đến lên con người mình rất là rõ ràng. Yeah, thì đây là video Akai và chuyện quay bút tập 5. Thì video này mình đến đây thì mình cũng đã nói xong. Thì cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Akai và cũng nhờ
những mọi người đã luôn ủng hộ, nên mình mới có những cái động lực lớn, những cái cố gắng nhất định để mà mình cho ra những sản phẩm mới, cho ra những video mới sau này. Và chỉ còn hơn một tháng nữa là đã đến Tết rồi, thì chúc mọi người có một mùa Tết thật là vui vẻ. Và mình cũng sẽ ra những video mới sau thời gian này. Đặc biệt là sắp tới thì mọi người nhớ đăng ký và hoặc theo dõi CV Tết 13 của cộng đồng quay bút Việt Nam nha. Mình cũng sẽ cố gắng để mình có thể tham gia và xuất hiện trong video đó. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Giờ đã đến lúc mình nghỉ ngơi, thì hy vọng mọi người cũng có một ngày mới thiệt là tốt. Và nếu ngày chưa mới thì hãy tiếp tục cuộc sống, học hành và làm việc vất vả đó một cách tốt đẹp nhất nha. Thank you. Yeah.